Hello, hôm nay mình sẽ chơi 12 game tổng hợp nha. Đầu tiên mình chơi Mi Tacking Tom 2 này. Đâu mất rồi. Rồi. Hello nha. Xem nào, chúng ta sẽ cho nó đi vệ sinh nhá. Rồi, vậy thì còn hít sáo nữa kìa. Rồi, đi tắm rửa sạch sẽ nào. Ta sẽ cho... Ôi, dùng sạch bông này đi. Sao sạch bông này lại xịn khó nha, rất là thơm luôn á. Wow, đẹp trai hơn rất là nhiều luôn đấy kìa. Thì đi ăn nào. Wow. 100% luôn. Này, cho con này một miếng này. Úi rồi. Đời mau luôn kìa. Cho đi ngủ nào. Úi giời. Ok, mình sẽ chụp cả game tiếp theo nhé. Sơ tích trường 3D. Chúng ta sẽ chơi đây, chơi trò có nhẹ đi. Lâu quá nhá, 100%. This will always be my favorite show. Cô ấy cưới gì mà hớm ấy nhỉ. Chúng ta sẽ vào trong đây lấy vài dụng cụ nhỉ. Này này, chìa khóa này. Trời bị mất máu rồi kìa. Hiện tại cô đang trong bếp kìa. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Bị phát hiện rồi các bạn ạ. I will make sure you'll never bother me again. Rồi, bây giờ chúng cố đi vào trong nhà nhá. Xong mình sẽ vào trong. Xong. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía con nhện này này. Wow, con nhện độc của cô đấy. Chúng cố đi vào trong nhà nhá. Kinh nhờ. Khá là nguy hiểm luôn ạ. Không biết là cô đang đi đâu rồi nhỉ. Wow, nhà cô ấy đẹp quá nhỉ. Rồi bây giờ mình đã để con nhện ở dưới cuốn sách của cô ấy rồi.
chúng ta sẽ cùng xem sự bất ngờ dành cho cô đấy nhá. What on earth is that on my face? Bám mặt luôn kìa. Get it off me. Get it off now. Chờ xuống nhá. Ok, mình sẽ chuyển qua game tiếp theo này. Giờ đây là một tựa game mình mới tải luôn á. Trò này nó đơn giản thế à? À, không được. No. Mà nếp theo này. Quá là dễ dàng nhỉ. Có cả bẫy cơ. Rồi. Mình chủ game tiếp theo nhỉ. Bò mắt tèo. Có gì là mình có khổ có gì đây. Chơi 18 độ. Úi giời ơi. Trúng tay. Wow. Hai mươi độ rồi. Chết giờ. Ôi thôi rồi. Headshot kìa. Finish him. 28 độ. Wow. Fatality. Epic win. Cái này cái gì đấy nhá? Mình sẽ thử toàn là bức chào. Player 1, choose. Cậu bé bánh mì. Cho một anh da đen. 12 nhá. Ui, headshot. Tiếp tục này cho 13 độ đây nào. Ui giời ơi. Hai phát là chết luôn rồi. Finish him. Wow, chỉ bằng bánh mì thôi. Fatality. Ok, mình sẽ chụp cái game tiếp theo nhé. Alpha 8. Wow, màn hình bẩn quá nhỉ.
Rồi, mình sẽ chơi tại thành phố London đúng không ạ? London, thành phố London. Rồi. Wow. Mình sẽ cố gắng dẫn đầu nhé. Ôi. Mình đang đứng thứ tư à? Rồi đã bắt được thứ hai rồi. Ok, vậy là mình đã đứng đầu tiên luôn. Wow, khá là phê nhỉ. Chỉ một pha santo là đi khá xa luôn. Ôi. Wow. Ui. Cái này là bay hẳn cầu luôn kìa. Rồi mình đã cách mọi người rất là xa luôn. Ui dồi, tí thì xì Santo được một vòng rồi. Từ Santo này. Wow. Ui, đùa sướng nhá, các bạn nhá. Hơn 200 km/h các bạn. Con số rất là khủng khiếp nhỉ. Đấy là sắp tầm một vòng này. Dạ. Úi giời ơi. Hơi sân to. Ôi, cái bắn lâu vẫn như thắng nhỉ. Wow, còn 7 giây thôi. Wow, đẹp quá nhỉ. Mình được bao tiền này? 51. Giờ mình sẽ chơi một game những chú mèo tôm. Đi cấp cứu nào. Ừ.
chú đi tắm nhá. Ừ, đi sắm đồ của nó ra. Đi tới nhà bóng, hy vọng là sẽ tìm được những món đồ thật là quý hiếm luôn. Mọi người đâu hết rồi? Chơi bóng à? Cậu này lười nhỉ, ra đây trồng cây nào. Tiền. Mọi người đang trồng rau, mình sẽ tranh thủ cất hết những đồ chơi đi vào kho nhé. Rất là nhiều đồ chơi luôn. Mình sẽ chụp vào game tiếp theo nhé. Bây giờ một quái vật, một cái quái vật ruồi. Cho nó con ma kìa. Con ma lại là con quỷ. Chứ là gì đôi giày vào mặt ông nữa. Ui, cái xúc xích. Xúc xích là một con quỷ các bạn ơi. Một con quỷ nhỏ. Rồi, chúng ta sẽ lau là sữa này. Và giữ nguyên màn hình nhá. Đấy. Chịu chưa? Trời ơi, một con hải cẩu răng dài. Trời ơi, đánh ra như con cá sấu kìa. Ok, mình sẽ chuyển vào game tiếp theo này. Nhưng chú hề mà quái. Wow. Ở đây là khu công viên nữa, khu tập xiếc.
khỏe nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm và làm nhiệm vụ để thoát ra khỏi trò chơi này thôi. Mình nghe có vẻ như là có tiếng ông đấy đang ở rất là gần mình luôn đấy kìa. Kinh nhỉ. Rồi chúng ta sẽ đi về và thoát ra khỏi đây luôn nhé. Rồi ok. Mình sẽ chuyển qua game Zip. Một tựa game rất chi là khó chơi luôn nhé bạn. Ui, coi như nhìn chú hề chưa kìa. Wow, rất là khó di chuyển luôn. Úi giời. Ôi, vào chạm vào nó rồi. No. Kinh nhỉ. Mình sẽ chuyển vào game iClim 3. Trò rất là khó chơi luôn ạ. Thank you.
have Liz, and I want you to release her. Liz? I think you're confused, boy. No, I know it's you. I saw her in the trunk of your dirty van. If you don't release it, please, I'm gonna fry your brain with this shotgun that I made myself. Do you really think I know who you're talking about? I don't remember the names of all the children I captured, you idiot. You have the guts to face me, but you're not fast to be useful to me. Wait a second. There's an easy solution to that. Open up and say, perfect landing. Done. Oh, very tasty ice cream. Thôi mình sẽ bỏ qua phần quảng cáo à. Rồi mình sẽ tới shopping trước đây. Không biết ô rớt đang đâu rồi nhỉ? Mình sẽ đi câu cá. Trời, đồ ăn cá. Bây giờ sẽ đi cho con thú cưng của mình ăn nhé. Các bạn biết thú cưng là con gì không? Chỉ là một con cá sấu là một khu vực này. Đấy, đây này, thú cưng của mình đây. Thú rất là lâu rồi, nhưng hôm nào cũng cho ăn béo tầng xe. Wow. Các bạn thấy nó ngoan không? Khá là đẹp nhỉ. Rồi ok nha. Mình sẽ chuyển qua game cuối cùng. À chưa phải game cuối cùng. Em ơi, mời trò chơi đi ăn trộm. Bắt đầu với nhà này nhá. Mình sẽ nấp ở đây. Tiếp tục nấp ở đây nè. Chạy thôi, chết. Ok, vậy là mình đã chiến thắng. Cái gì đây? Tăng tốc à? 100... tiếp theo là nhà này nhá.
Rồi ăn trộm rất là nhanh luôn kìa. Một bà già. Mình sẽ lùn theo lối này này. Ồ, oh, không ai biết được luôn. Wow. Cho mình giới thiệu cái game cuối cùng nhá. Level 7 năm rồi. Chết rồi, mình giết một thằng mà nó... À, trên đây còn thằng này. Đau. Thằng này xác định chết với mình à? Ui giời, chết cả hai thằng. Level 75 nhá. Ui giời. Rồi đau chưa? Rồi mình sẽ trả thù. Mình sẽ phục thù các bạn ạ. Theo lên nào. Không kịp bắn luôn, còn hai thằng nữa. Chết, còn một thằng. Oh shit. Ok, mình sẽ dừng clip. Mình sẽ dừng clip ở đây nhá. Bạn thấy hay thì nhớ ký và subscribe để ủng hộ kênh mình. Thank you các bạn.